Chị ba bên ngoài trầu là đất nào này? Ở đất ngoài cùng là gì? Nhãn mạc mở kết mạc. Ở phía trước thì nó hình thành giác mạc nằm suốt tăng. Ở giữa là đất gì? Cũng mạc. Mạc này hay là mạc này? Ở trong cùng của nhãn trầu là cũng mạc. Đất nào trước tế bào cũng mạc. Cũng mạc. Nó sẽ trước tế bào gạc rồi tế bào nó. Nó ở đây. Đây là gì? Thủy tinh. Thủy tinh thể hay là thủy tinh hay là ống kính. Đây là thể dịch trong cái môi trường nước. Có hai vị trí bạn cần chú ý là trung tâm và gai thị. Các bạn thử đoán xem vị trí nào mình sẽ nhìn thấy rõ nhất. Điểm vàng. Điểm vàng. Đấy, nhưng mà điểm vàng là ở đâu? Vậy thì điểm mù đó là cái gì? Đó là cái chỗ mà cái dây thần kinh nhạy cảm là cái sơ cột phần não. Còn cái chỗ mà nhận cảm đó là cụ thể. Nên đó là cái đầu tận cùng của thần kinh đó. Còn cái đường nhận truyền là sợ chuột thì nó không có thứ gì lên đó. Nó phải đoạn nhận truyền thôi. Cho nên ở vị trí này thì nhận cảm sáng thứ nhất là gần như không có. Còn trung tâm thì nhận cảm sáng mạnh nhất. Còn giải phẫu về vi thể thì cắt cái lớp võng mạc này ra, sẽ có 10 lớp nhỏ hơn, trong đó có tế bào nón, tế bào gậy và các tế bào khác, các tế bào này sẽ tập trung lại thành các dây thần kinh thị giác đi đến cơ quan thị giác và cơ quan não bị chậm. Yeah.